Hôm nay mẹ ra ngoài có chuyện, hai đứa ở nhà ngoan đó. Dạ. Nhớ là đừng có xem tivi nhiều quá biết chưa? Thôi mẹ đi đây. Dạ mẹ đi vui vẻ. Yeah. Hôm nay chúng ta sẽ chơi thoải mái mà mẹ không biết luôn. Những trải nghiệm thú vị. Bắt đầu chơi thôi nè. Bây giờ mình mời cậu bước vào cánh cửa thần kỳ này và ngắm cảnh tuyệt đẹp. Cùng tận hưởng hồn bơi trong nhà và xem Doraemon thôi nào. Đón xem Doraemon chú mèo máy đến từ tương lai. Phát sóng lúc 17:30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV3 Dreams TV.